hồi nãy cô thấy tất cả đều giật mình không dù miso quay trở lại với tư cách là giám đốc mới của công ty trong mơ cũng không tưởng tượng nổi thật sự tôi không biết phải cảm ơn giám đốc như thế nào đây nữa giờ chỉ mới bắt đầu thôi đã vào đất của địch rồi phải đánh cho chắc giành phần thắng cô hiểu không tôi sẽ cố hết sức nhất định không làm giám đốc thất vọng đâu tôi mong chờ là vậy tôi rất mong chờ xem cô miso sẽ trả thù theo cách thế nào đây còn nữa trước hết miso cô cũng cần phải biết những chuyện liên quan tới tây san hiện nay lần liên doanh này đã thành công tây san sẽ nhảy vào cuộc chơi để dòng vốn của mình vào có thể ngay cả giá trị cổ phần ông ta cũng đã nhúng tay vào kiểm soát để tạo lợi nhuận riêng chuyện liên quan tới tây san điều tra hoan đang cho điều tra một cách bí mật sau lưng rồi cho nên về giám đốc Jun, hãy tập trung vào giải quyết một mình hana john đi yeah tôi cũng đang lên kế hoạch tái định tất cả giá trị sản phẩm phía bên cô ta đang đảm nhận cho kiểm tra chất lượng toàn bộ ừ. trong số những sản phẩm do han nhân chịu trách nhiệm mua bán có khá nhiều sản phẩm sẽ thanh toán sau khi người nhận đã nhận hết hàng quá trình đó đối với chúng ta thực ra có nhiều rủi ro được rồi không thể dùng quyền lực để đàn áp người khác được dạ vì vậy nên toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu tới khi sản phẩm được sản xuất hoàn thiện tôi sẽ chú ý để không gây tổn hại cho người khác còn nữa tôi sẽ chẳng đứng gì ăn cắp ý tưởng của người khác ngay từ ban đầu của cô ta đó là lý do tôi đang tìm cách loại bỏ tất cả rủi ro có thể gây hại tới nhà thầu trong quá trình phân phối quả nhiên đúng là vua meso <laughs> nếu vậy chủ đề của cuộc báo thù lần này có thể gọi là sự báo thù ngọt ngào rồi ha <laughs> dạ giám đốc đại diện vua cô muốn sửa lại tất cả lỗi hana gây ra trở lại đúng hướng của nó thành thật thì với quyền hạn mới của cô đối việc Hana john chỉ là cái phất tai thôi tôi là vậy cô muốn công bằng muốn Hana john phải nhận ra những việc cô ta đã làm mà đúng không tôi thực sự rất sợ liệu mình có thể làm được không đây tôi lo lắng lắm mọi thứ không dễ dàng đâu nhưng vì vậy mới phải mạnh mẽ không chỉ vậy tôi hy vọng cô sẽ cho bọn họ sáng mắt ra cho họ thấy vẻ đẹp thực sự của một cuộc báo thù cô làm được đúng không Được rồi, tôi phải về thôi Không cần tiễn tôi Chúng ta sẽ gặp lại sau Dạ Được Giám đốc về cẩn thận Miso à À không phải Chào giám đốc Jun <laughs> Thôi được rồi mà Vừa rồi giám đốc Cho tới phải không Ờ à. Giám đốc Cho quay quá sức tưởng tượng luôn khi bà ấy giới thiệu cậu trước mọi người, mình thật sự rất ngưỡng mộ bà ấy đó. Vừa thoải mái tự tin, vừa không chút bất an nào. Mà không có ai biết được là cậu, cậu vừa xuất hiện một cái, bọn họ cứng đơ luôn không phản ứng gì hết đó. Miso à, cậu chắc rất là áp lực phải không? Dĩ nhiên là áp lực rồi, phải nhận trách nhiệm lớn tới vậy mà. À, trong khi à, mình đang định qua phòng kinh doanh kiểm tra báo cáo lợi nhuận hàng năm một chút. Cái đó hả? Cậu có thể gọi nhóm trưởng của nhóm mang tới cho cậu mà Không được, mình muốn tự qua đó kiểm tra Mình không hề muốn ngồi sau bàn Là một giám đốc đại diện ngồi không đâu Ai trời thiệt tình Mình cũng phải kính nể tính cuồng công việc của cậu luôn đó Mình biết rồi, để đáng nữa mình đi với cậu nha Thời gian cậu nghĩ làm cũng có vài thay đổi trong đó Đi rồi mình giải thích cho cậu nghe Được rồi, cảm ơn cậu nhiều Trung Hy Để mình kiểm tra lịch trình rồi chúng ta đi nha Được thôi <laughs> Sao Dương Minh có thể lên là làm giám đốc đại diện được chứ rốt cuộc là yumiso đã làm gì khiến giám đốc rồi giúp cô ta tới mức đó được chứ Trưởng phòng han đó là sự thật sao cái gì là sự thật thì giám đốc mới tới hôm nay đó yumiso à, à, không phải yumiso nghe nói sẽ là giám đốc mới có phải không thật vậy sao trưởng phòng han biết hết rồi còn hỏi làm cái gì nữa tôi phải đi gặp phó tổng giám đốc hai người đó đi làm việc đi yumiso Cô ta tới đây chỉ để báo thù tôi thôi. Ông nói báo thù gì chứ? Sao Jun Miso lại muốn báo thù ông? Bà không cần phải biết. Dù sao đi nữa, Minh Win đã chọn Jun Miso cô ta làm giám đốc đại diện thay cho họ. Chắc chắn có ý đồ gì đó rồi. Cho nên bây giờ bà bằng mỗi giá đưa cô ta xuống. Có thể giám đốc rồi có những dự định riêng nên mới chọn Miso. Trách nhiệm vốn rất nhiều, nên có thể một mình bà ấy không thể lo liều tất cả mọi chuyện được, nên mới tìm người tin tưởng, lên đảm nhiệm vị trí giám đốc đại diện thay mình làm việc thôi. Bà có phải là vợ của T San hay không vậy? Sao bà nghĩ thơ quá vậy? Có thể bên Quyên đó đã nghi ngờ tôi nhúng tay vào vụ hợp tác này thì sao? Cũng có thể họ đã biết luôn rồi. Với vụ hợp tác này, tôi thành cổ đông lớn thứ hai. Nếu ngay cả thông tin này đều đã bị tiết lộ hết rồi thì sao? Chuyện đó cũng do ông thôi mà. Nếu ông cẩn thận, không để cho họ lần ra được dấu vết của mình, giờ ông đâu cần phải lo lắng như vậy đâu. Đừng có quên, bà là vợ của Otesan này. Nếu lỡ như, giám đốc cho bà ta, điều khiển Yumiso từ sau lưng, đấm tôi một nhát kéo tôi xuống. Thì lúc đó mọi chuyện không yên đâu. Nếu như vậy, bà cũng không ngồi nổi cái ghế phó tổng này được nữa. Ông à! Bà không hiểu nổi sao? Từ bây giờ trở đi, bà lo chuyện lôi dương Miso xuống đi. Chỉ cần quan tâm chuyện đó thôi. Phim 88.com xin hân hạch giới <laughs> thiệu đến các bạn bộ phim này. Chuyện Dung Miso nên làm giám đốc đại diện thì ra không phải chỉ có mình bị sốc. Mình có cảm giác ông Otesan và mình có thể đứng chung một phe rồi. Mình cần phải cho nhà đó thấy mình quan trọng tới mức nào và họ cần mình. Dung Miso, cô mất đi trí nhớ khổ sở như vậy mà vẫn còn nhiều năng lực quá hả? Cô đã làm gì khiến giám đốc Joe đưa cô lên tới vị trí này vậy hả? Tôi mất đi ký ức của mình, không có nghĩa cũng mất đi năng lực bản thân. Giám đốc Joe cũng tin như vậy Nên mới giao vị trí này cho tôi <laughs> Giám đốc Joe gì tin cô Mà ngay cả vị trí giám đốc công ty cũng giao cho cô sao Rốt cuộc thì cô đang muốn nói chuyện gì đây Nè Jun Cô coi lại mình đi trưởng phòng Hana Yon à Cô là ai mà cứ nói trúc không như vậy hả Cô không nên nói với giám đốc đại diện theo kiểu này nọ là lối mất lịch sự như vậy <laughs> Thật vậy sao Giám đốc đại diện Jun Miso Cô đừng quá vội mừng khi ngồi vào vị trí đó Nếu nói thẳng ra thì Cô ở đây chỉ là một giám đốc thay mặt do Queen chỉ định thôi Cô có thể ngồi vào vị trí đó được bao lâu đây? Cứ chờ mà xem. Cái đồ... Cô đừng quá bận tâm tới tôi. Trưởng phòng Han à, hãy là làm việc của mình cho tốt đi. Sắp tới đây, tất cả dự án mà phòng kinh doanh và phát triển đang đảm nhiệm sẽ tự tay tôi quản lý tất cả đó. Cô nói sao? À, trời ơi, cứ tiếp tục nói tróc không là sao hả? À, còn một chuyện nữa chứ. Xin đừng quên tất cả mọi giấy tờ cần ký đều phải đưa cho tôi, người có thẩm quyền chỉ có một mình giám đốc là tôi thôi hà nội john à tất cả những gì cô làm tôi thề là sẽ bắt cô phải sửa lại tất cả cô sẽ phải trả lại những gì đã làm với Hera cứ chờ mà xem đi giám đốc yumiso giờ phải qua phòng tài vụ xem báo cáo tài chính hàng năm mà chắc là mọi người đang chờ đó phải rồi đi thôi <laughs> mẹ 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 có khỏe không vậy nhìn mẹ khỏe lắm hay sao thiệt tình sao lại như vậy chứ sao con bé dumiso đó lại lên làm giám đốc được hả nói ra thì không tin nổi nhưng mà sự thật là như vậy rồi nói như vậy thì con bé đó giờ hiên ngang ra vào văn phòng mẹ muốn ngồi đâu thì ngồi mẹ cứ tưởng giám đốc joe sẽ là giám đốc mới của công ty đã định bỏ hết lòng tự tôn tạo hình ảnh tốt trước giám đốc joe chứng minh mình có đủ khả năng làm được nhiều việc mà đổ bể hết rồi minh che à bây giờ đầu của con muốn nổ tung lên luôn rồi mày nghĩ coi con đối xử tệ bạc với dumiso cỡ nào bây giờ sao mà đối mặt với cô ấy mỗi ngày được chứ không chỉ vậy mà thời gian qua con là thượng cấp của cô ấy cô ấy phải chịu đựng rất nhiều nhưng cô ta là giám đốc chỉ một lời nói thôi là con lên thớt chết luôn rồi minh che à Yumiso cô ta bây giờ không còn nhớ gì hết mà hả cô ta thậm chí không nhớ nổi những chuyện gì mà chúng ta từng làm à, đúng rồi đúng là vậy hả? còn nhớ đợt lần trước lúc cô ta xông vào nhà không cô ta khóc lóc ầm ĩ lên vì không nhớ nổi hi trâm đó bình chè à giờ chỉ còn một cách thôi cách gì vậy mẹ đối xử tốt đối xử tốt với cô ta đối xử tốt với yumiso đúng vậy để cô ta tin con từ trước giờ luôn tốt với cô ta còn nhất định phải nhớ mỗi buổi sáng hay chiều nếu gặp mặt cô ta nhất định phải chào hỏi à, ghê quá mẹ ơi làm gì thì lộ liễu quá con gì hơn nữa hiện tại thì con nên chú ý tới phó tổng giám đốc gôn mới phải hiện tại bà ấy mới là mẹ vợ của Ô con trời mà ơi con trai của mẹ sao mà ngu quá đi phó tổng cô cũng không an toàn đâu yumiso bây giờ lên làm giám đốc công ty rồi giờ bà ta cũng phải lo thân thôi sau này giám đốc Queen's mà chô đó sẽ thâu tóm quyền lực các cổ đông trong công ty có nghĩa là yumiso cuối cùng sẽ nắm trong tay tất cả quyền sinh sát của chúng ta đó mọi thứ ở công ty ck bắt đầu từ bây giờ đều do yumiso nắm giữ mẹ nói cũng đúng hả vì vậy bằng mọi giá minche con phải đối xử tốt với yumiso biết chưa dạ À, con đừng ngồi đây nữa nhanh quay lại văn phòng đi trên đường đi mua một bó quà lớn càng lớn càng tốt không cần lo tiền con biết rồi con sẽ nghe lời của mẹ, đối xử tốt với Yumiso, tạo ấn tượng cho cô ta con là người đàn ông hoàn hảo từ đầu tới chân. Dẫu sao thì bây giờ, cô ta cũng hoàn toàn không nhớ gì gì con hết. Con không cần phải sợ cô ta nữa. Mẹ, cảm ơn mẹ. Con đi nha. Được rồi. À... À... Luật sư Sao tới đây, có gì? Mọi chuyện là sao vậy? Giám đốc Joe chỉ định em lên làm giám đốc đại diện cho công ty Sao em không nói cho anh biết chứ Tại sao Tôi lại phải đi nói tất cả mọi chuyện về tôi Cho luật sư sao biết chứ Anh tới vì lỗi cho em thôi Trước khi tai nạn đó xảy ra Dù anh biết rõ em có quan hệ đặc biệt với giám đốc Joe Nhưng đó không thể nào là lý do Bà ấy đưa em lên làm giám đốc được Hơn nữa Bây giờ em cũng chưa lấy lại được ký ức Nhận một vị trí khó khăn như vậy làm sao vì được Vì tôi nói là tôi sẽ nhận nó Dù tôi không nhớ mọi thứ Nhưng không có nghĩa là tôi mất đi năng lực của mình đâu Nên giám đốc Joe đã hỏi ý kiến tôi Và tôi đã đồng ý nhận vị trí này Hơn nữa Vì ba của mình Tôi mới quyết định đảm nhận vị trí giám đốc Vì đối với tôi Gia đình là quan trọng nhất Misua. Từ giờ trở đi Tôi hy vọng anh đừng gọi tôi như vậy nữa được không Mỗi lần luật sư Seo gọi tên tôi như vậy tôi cảm thấy anh đang gọi người khác chứ không phải là tôi đâu là vậy à chỉ là anh muốn đối xử với em như trước đây nhưng bây giờ anh hiểu không được rồi thật ra anh tới đây để đưa cái này cho em Anh không hiểu tại sao em bỏ nó lại. Nhưng em nói chúng ta chia tay tới khi em nhớ lại. Anh không thể chấp nhận chuyện đó được. Tôi có nghe Trông Hy kể lại. Chúng ta đã hứa hẹn với nhau ở một trường học bảo qua. Nhưng giờ thì tôi không hề nhớ một chút gì hết. Nếu cầm lấy cây này mà không có ký ức, tôi cảm thấy nặng nề lắm. Nên tôi trả lại cho anh đó. Anh biết em đang rất mệt mỏi. Nhưng chúng ta có thể cùng cố gắng cho tới khi em nhớ lại tất cả mà Dù tôi không nhớ nổi Tại sao bản thân lúc đó là yêu anh tới vậy Nhưng mà Hiện tại bây giờ quan trọng hơn Có những chuyện tôi phải làm vì gia đình Luật sư Seo Kim Su Anh vì tôi mà bỏ chuyện anh trai của mình Tôi nghĩ anh nên xem xét lại đi Đó là tất cả những gì tôi muốn nói đó Giờ mời anh về À còn nữa chứ Sau này hy vọng anh Đừng xuất hiện tại văn phòng tôi Vì những chuyện cá nhân như vậy vì anh bỏ cuộc vụ án anh trai mình nên đã khiến cho em thất vọng phải không nhưng mà dù vậy em lấy lý do không còn nhớ gì mà dứt bỏ luôn lời hứa của chúng ta anh không thể chấp nhận được anh không thể nào làm nổi chính vì vậy anh muốn em giữ lấy chiếc nhẫn này 내에서 잊어야 하게 하 그대 없는 하루를 그 아픈 시간을 나 혼자 버틸 자신 없어요 <웃음> 사랑하니까. <웃음> Chị Miso thật sự thành giám đốc của CK à? à? Không phải là giám đốc thật đâu. Chỉ là giám đốc đại diện được chỉ định làm việc thôi. À, vậy thì cũng giống nhau còn gì nữa. <laughs> vậy giám đốc show đó thật sự tin tưởng chị hết sức luôn hả? Nếu bây giờ ba mà tỉnh lại, nghe mọi người thông báo chuyện chị Miso thành giám đốc của CK, chắc sẽ hết hồn luôn cho coi. Trên kia, bác sĩ có nói gì về tình trạng hôn mê của ba không ờ à, thì cũng không có diễn biến xấu nhưng cũng không có tốt gì tình trạng vẫn như vậy hoài Ê, nếu cả nhà có thể cùng nhau mở tiệc ăn mừng sự kiện này thì vui rồi ba cứ nằm hoài ở đây như vậy ba chị miso trở thành giám đốc của ck rồi đó ba có thấy hạnh phúc không nếu bây giờ ba tỉnh lại á không nằm ở bệnh viện như vậy nữa ba nhất định sẽ chạy quanh hàng xóm nhảy nhót khoe khoang ầm ĩ lên hết cho con coi Chanh kia, mình ra ngoài chờ chút đi. Hả? Ờ? Mì xôi chắc cũng có nhiều chuyện muốn kể cho ba cậu nghe. Đi thôi. Ờ, à, em biết rồi. Bà, con dường nó chia tay với anh Kim Su rồi. Bà phải khó khăn lắm mới chấp nhận chuyện này. Con thật xin lỗi ba. Bà cũng biết đúng không con yêu anh kim Su nhiều tới mức nào hiện tại con thực sự mệt mỏi ba giả giờ như không nhớ anh ấy là ai giả giờ như không còn cảm giác gì với anh ấy nữa con thực sự rất mệt mỏi thậm chí con không thể nào nhìn thẳng mặt anh ấy nữa sợ anh ấy nhận ra con và con yêu anh ấy rất nhiều dù tương lai không có kim Su bên cạnh con không biết mình sẽ ra sao con không biết mình có thể làm được những gì con sợ hãi tất cả mọi thứ ba <laughs> luật sư seo à anh tới rồi cùng tôi uống một ly đi anh sẽ hiếu có chuyện gì giữa anh và miso sao phải có chuyện rồi là một chuyện rất lớn nữa kìa miso đề nghị chia tay với tôi miso thật sự đã nói như vậy à phải. Mây xô chuyện em nhớ lại hết, luật sư Seo không biết gì sao? Anh ấy không thể biết được. Bởi vì anh Kim Su đã vì em, rồi còn gì bảo vệ cả gia đình của em. Mà anh ấy đã từ bỏ cái chuyện anh trai của mình. Em muốn anh ấy bắt đầu lại. Em nghĩ đó là những gì em cần làm với anh Kim Su. Nhưng tôi thấy Thật ra cô ấy đang nói dối gạt tôi thôi. Anh trẻ hiếu à. Miso luôn miệng nói cô ấy không nhớ gì về tôi. Nhưng mà tôi biết trái tim cô ấy vẫn còn nhớ tôi. Bây giờ tôi không còn trong ký ức của cô ấy đi nữa. Nhưng trái tim Miso vẫn nhớ tôi mà. Từ trước tới giờ tôi đã yêu thương cô ấy tới mức nào chứ. Chỉ cần nhìn cô ấy tôi có thể cảm nhận được tôi biết trái tim miso vẫn luôn hướng về tôi nhưng người đó lại cố tình không biết đó là điều làm tôi tổn thương nhất mà không cô ấy không nhận ra cũng được tôi chỉ mong miso đừng đẩy tôi ra xa thôi <laughs> chuẩn bị xong rồi chúng ta đi nha giám đốc đại diện Jun. À, đúng rồi trung hy mình muốn nhờ cậu một chuyện đó nhờ mình chuyện gì trong này có một file ghi âm cậu đem chép nó ra thành file riêng giúp mình nhé sau này có lẽ phải giao điện thoại này cho bên công tố làm bằng chứng điều tra đó nên mình nghĩ tốt nhất phải chép nó ra riêng mới được ok mình hiểu rồi cô tới đây tìm tôi chắc chắn có thỏa thuận gì muốn bạn bạc với tôi có phải vậy không nếu tôi có thể kéo jun miso khỏi vị trí giám đốc cô ta đang ngồi ừ. khi đó tôi muốn ông nhận tôi là một thành viên của gia đình ông thành viên gia đình à tôi nghĩ mẹ tôi tiếp tục giữ bí mật chuyện tôi là con gái của bà ấy đều là có lý do riêng tôi nghe chủ tịch không đồng tình về chuyện này nên đã đợi lâu nay nhưng mà jun miso hiện tại trở thành giám đốc của ck hai người chắc chắn đang gặp rất nhiều bất lợi tôi vì lợi ích của cả hai không chỉ vậy, vì lợi ích của chủ tịch đây, tất cả những gì chủ tịch muốn, tôi nhất định sẽ giúp ông đạt được đó là ý đồ của tôi. Cô gái, cô đúng là một người thẳng thắn. Tốt thôi, cứ làm vậy đi. Nếu cô thành công, thì tôi sẽ nhận cô làm con gái của mình. <laughs> Thật sự cảm ơn ông. Quả nhiên, chủ tịch ô và tôi có chung tiếng nói rồi. <laughs> tôi nghĩ rằng cái Yunmiso khỏi vị trí giám đốc sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Tôi sẽ báo tin mừng cho ông sớm thôi. Cô! Như vậy, chúng ta đã thỏa thuận và tôi xin phép đi trước. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Bà! Cô ta sao lại tới đây vậy? Con không cần biết chuyện này. Ba, ba đã ký giấy ly hôn cho con sao, phải không? Đúng vậy, ba đã ký hết rồi. Tại sao? Con đã nói là con không muốn mà. Con đã nói là con muốn ly hôn với anh ki Sung mà, ba. Con, dám nói dối ba con, nói con đang mang đứa con của kia ung su có phải vậy không? Ba... Bà... Đừng có gọi ba cái gì nữa hết. Mọi thứ chấm dứt rồi. Đừng nói lời nào nữa. Nếu không loại Ki-ung-su sớm, thì sẽ xảy ra những vấn đề khác. Con đã nói là con không thể nào từ bỏ anh ấy được kia mà. Nếu như con không ly hôn với nó, tôi sẽ tố cáo ba tại tòa về cái chết của anh trai mình. Tới lúc đó con muốn tính sau đây. Tới lúc đó con sẽ rụt xương cả đỡ trong tù đó. Có thể thấy sự khác biệt rõ ràng về nguyên liệu được sử dụng trong sản phẩm lần này. Tôi nghĩ đây là ý kiến hay khi áp dụng những sản phẩm này vào dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe sắp tới. Sử dụng nguyên liệu có ích cho sức khỏe như vậy thì những bà mẹ khi cho con mình ăn có thể yên tâm hơn cảm ơn rất nhiều giám đốc Jun. gọi chúng tôi đến đây trực tiếp luôn còn tự mình giải quyết hết mọi chuyện chúng tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc thật tốt ạ à. đây cũng là lần đầu tôi được vào văn phòng của giám đốc đó giám đốc trực tiếp nghe ý kiến của chúng tôi tôi thành thật cảm ơn giám đốc trong tương lai những dự án phòng kế hoạch đảm nhiệm tôi sẽ chịu trách nhiệm bất cứ lúc nào mọi người thấy cần phải bàn bạc với tôi về những vấn đề cần giải quyết trong những dự án của chúng ta xin cứ tới nói trực tiếp cho tôi biết Giám đốc đại diện Jun đang tiến hành cải tổ phương thức quản lý thống nhất từ trên xuống dưới trên mọi phương diện, vì vậy cho nên từ giờ mọi người sẽ có nhiều cơ hội hơn với phương thức mở này đó. Có thể làm việc với một giám đốc giỏi như vậy, tôi thật sự rất là vui đó. À, vậy thì tốt rồi. Tôi sẽ hỗ trợ mọi người hết sức. Hiện giờ mọi người cũng như vậy nha. Dạ. Vậy chúng tôi về làm việc nha giám đốc Jun. Mình cũng đi làm việc đây. Được rồi. À đúng rồi. Mình đã thử chép file âm thanh cậu nói nhưng mà không bật được rồi, cho nên chắc mình sẽ mang nó đi sửa trước đã. Nếu mà bị á thì mình nghĩ phải sửa rồi mới chép ra được. Vậy sao? Vậy để mình mang đi sửa nha. Cậu bận rộn như vậy còn lo chuyện này nữa. Chủ sửa điện thoại cũng gần thôi, để mình cầm đi sửa giúp cho cậu. Cảm ơn cậu Trung Hy Đã mở được cánh cửa vào nhà Tê San rồi. Giờ mình chỉ cần tìm cách loại bỏ miso nữa là xong hết. Ủa hai người mới đi đâu về vậy hả? Chúng tôi qua phòng giám đốc, đi họp mới về đến trưởng phòng anh? Họp sao? Sao lại cần phải qua tới bên phòng giám đốc? Mà sao chỉ hai người? Không có trưởng phòng mà cũng đi họp sao hả? Ừ, giám đốc vui nói sau này nếu gấp hay cần báo cáo gì không cần phải thông qua bên thứ ba, trực tiếp với văn phòng tìm giám đốc là được rồi. Mi Miso cô ta thật sự nói như vậy sao? Ừ, giám đốc vui còn nói những dự án mà phòng kế hoạch đảm nhiệm á, giám đốc sẽ trực tiếp điều hành luôn. Ê, được giám đốc đích thân xuống chỉ bảo. Ê, đợi của chúng ta đúng là có phúc lớn rồi trưởng phòng ha nè Phúc lớn cái gì mà phúc hả Ý cô ta muốn nói Cô ta sẽ quản lý tất cả mọi thứ dù chỉ chi tiết nhỏ không phải sao Kim Trung Hy Cô ta đi đâu rồi Nghe nói điện thoại bị hư cho nên cô ấy đi ra ngoài sửa rồi ạ à? Đi ra ngoài Sửa điện thoại sao Dạ hình như là mẫu điện thoại cũ Nên bị hư mất rồi Nhưng mà hình như không phải điện thoại của cô Trung Hy Cô Kim Trung Hy Đi tới trung tâm sửa chữa nào hai người có biết không hả có lẽ trung tâm bên kia đường đối diện công ty thì phải, có chỗ đó là gần nhất thôi à. trưởng phòng hành. À Amiso à, mình vừa giao điện thoại bên trung tâm sửa chữa rồi, không có phụ kiện thay thế, cho nên chắc sẽ mất một thời gian đó. Họ nói khi thay xong sẽ gọi điện thoại báo cho mình biết liền hả? Cậu yên tâm nha biết rồi gặp ở công ty ha ờ à. xem chút nữa là xảy ra chuyện rồi may mà điện thoại bị hư bật không lên cho nên có lẽ dương miso vẫn chưa nghe được đoạn ghi âm đó đâu ha đúng, đúng. vậy nếu cô ta biết chắc chắn phải tố cáo mình rồi dù sao thì chứng cứ ghi âm này không ở trong tay miso thì không sao không có bản ghi âm đó cô ta không đời nào biết chuyện hay ram được tối hôm qua anh gặp luật sư seo rồi vậy à em đã nói chia tay rồi sao chuyện đó dù là đối với anh ấy hay là đối với em đều là cách tốt nhất miso à em nhất định phải làm như vậy sao em nhất định phải giấu cả luật sư seo em đã nhớ lại à chỉ vì báo thù hả anh à khi anh đã yêu mọi thứ đều thành ký ức những ký ức trong khoảng thời gian bên cạnh người ấy những câu chuyện cũng chia sẻ với người đó tất cả đều sẽ cắt sâu trong lòng anh tuy nhiên anh ấy phải biết em không thể nhớ những ký ức đó như vậy thì mới có thể để em ra đi được luật sư seo không hề nghĩ như vậy dù em không nhớ gì hết Nhưng anh ta tin trái tim em vẫn còn nhớ <laughs> Xem ra em chưa làm rõ mọi thứ với anh ta rồi Đáng lẽ phải nói không còn anh ta trong trái tim mới đúng Mì xô à Em cũng nghĩ tình yêu chấm dứt khi ký ức vẫn còn đúng Anh cũng vậy mà phải không Lúc ở trường Jingu có kể em nghe Ngay cả anh cũng chưa quên được mối tình đầu của mình mà Jingu nói như vậy sao trinh gu nói hồi đó anh còn nhỏ nhưng tới giờ vẫn chưa quên được cô ấy những ký ức như vậy chính là điều em nói chỉ cần anh còn nhớ anh sẽ luôn yêu người đó vì vậy nên mới càng không thể để người ấy đi cho nên tới bây giờ anh vẫn không quên được cô ấy có đúng không ai mà quên đi mối tình đầu được chứ anh nói cũng đúng ha vì đó là tình đầu của anh mà Nhưng mà anh à Em Sẽ phải quên anh ấy thôi Anh Kim Su đối với em là tình yêu cuối Anh ấy là người cuối cùng rồi Có thể em sẽ quên được không chứ Em sẽ quên Kim Su Xóa hình ảnh anh ấy ra khỏi ký ức của mình Nếu như vậy mà khiến anh ấy quên được em Thì em chắc chắn sẽ làm tuy nhiên em có làm nổi hay không như anh kiều xu đã nói trái tim em vẫn còn nhớ rất rõ em kết thúc mọi chuyện tự nhủ đừng nhớ nhung gì nữa nhưng liệu là có làm được không <laughs> Đây là tờ giấy ly hôn mà cô đi Anh gửi tới. Được rồi. Cũng đã trễ lắm rồi. Anh hãy về nghỉ ngơi đi. Ờ, Nếu vậy, tôi xin phép về trước. Nhưng em nói chúng ta chia tay tới khi em nhớ lại mọi chuyện. Anh không thể chấp nhận được chuyện đó. Dù tôi không thể nhớ nổi tại sao bản thân mình lúc đó lại yêu anh tới như vậy. Nhưng hiện tại bây giờ quan trọng hơn có những chuyện tôi cần phải làm vì gia đình luật sư seo kim sư anh vì tôi mà phải bỏ cuộc chuyện anh trai của mình tôi nghĩ anh nên xem xét lại đi từ bây giờ trở đi đôi giày này sẽ chỉ dẫn em tới những nơi tốt đẹp nhất anh sẽ đưa miso tới nơi mà em có thể sống hạnh phúc nên em phải nắm chặt tay anh đi sát theo sau anh nha em biết chưa chỗ này Là nơi chúng ta gặp nhau mỗi ngày mà Tôi đã nghe rồi Trong khi đã kể tôi nghe Đây chính là nơi Chúng ta có rất nhiều kỷ niệm bên nhau hồi trước Thật vậy Tôi nghĩ tới nơi này Có thể giúp tôi nhớ lại ký ức nào đó đã mất Nhưng đúng là không thể nhớ được gì hết Vậy thôi tôi xin phép đi trước đi Nếu em không nhớ ra Vậy chúng ta sẽ tạo ký ức khác là được chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi hãy cùng nhau làm lại từ đầu bắt đầu một tình yêu mới